Lisa Blackpink, Jung Young Thai và loạt nữ idol K-pop có thù với stylist. Sở hữu visual thuộc hàng top của K-pop, song các mỹ nhân dưới đây lại thường xuyên bị chính stylist của mình hại khi diện những sách đồ vô cùng kỳ lạ. Hầu hết thần tượng Hàn Quốc luôn diện trang phục đẹp mắt, hợp mốt trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, không hiếm những trường hợp nhiều ngôi sao phải diện trang phục lép vế hơn so với các thành viên trong nhóm. Nguyên do là stylist lựa chọn sai trang phục không hợp mốt, quá lòe loẹt, hình thức cẩu thả hay gợi cảm quá mức cho dàn sao. Thậm chí người hâm mộ nhiều lần thấy một thành viên trong nhóm thường xuyên mặc những bộ trang phục xấu nhất, dẫn đến phản ứng dữ dội giữa fan và nhà tạo mẫu. Jung Young Thai. Sau thời gian gián đoạn vì các vấn đề sức khỏe, Jung Young đã trở lại sân khấu vào cuối năm 2021. Việc điều trị y tế khiến nữ ca sĩ tăng cân. Người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của cô, nhưng cũng nhận thấy rằng trang phục trên sân khấu cũng không hợp mốt. Dù Jung Young tỏ ra tự tin trên sân khấu, nhưng người hâm mộ cho rằng stylist của cô không làm tốt công việc. Trong màn biểu diễn trên sân khấu, các thành viên đã mặc những bộ đồ đa dạng và có sự gắn kết với nhau. Trong khi đó, người hâm mộ lại không thích trang phục của Jung Young vì nó xấu xí với thiết kế bất đối xứng. Một số người hâm mộ thậm chí còn cho rằng Jung Young luôn là người phải mặc trang phục xấu nhất nhóm, kể cả trước khi cô tạm ngừng hoạt động. Lisa Blackpink. Blackpink là nhóm nhạc luôn dẫn đầu xu hướng thời trang, nhưng Lisa luôn là thành viên phải diện những trang phục khó hiểu nhất mỗi khi lên sân khấu. Tại buổi biểu diễn trực tuyến đầu tiên của Blackpink, trong khi các thành viên khác mặc những bộ váy lấp lánh vừa vặn, trang phục của Lisa lại khiến khán giả phải ngạc nhiên, thậm chí có người còn so sánh nó với bắp cải. Chiếc váy được trang trí bằng chất liệu lông xù kết hợp với đôi bút xanh lá cây không phù hợp. Trường hợp khác là trong buổi biểu diễn Tutu vào năm 2018, Lisa mặc bộ đồ màu hồng quá khổ với thắt lưng đen. Mặc dù Lisa thực sự có thể mặc bất cứ thứ gì, nhưng bộ đồ này bị chỉ trích là không đẹp với vóc dáng của cô. Jerry Red Velvet. Red Velvet thường mặc những bộ trang phục mới lạ phù hợp với cá tính độc đáo của họ. Tuy nhiên, Jerry là thành viên duy nhất luôn phải diện những bộ trang phục kém sắc không tôn được vóc dáng. Người hâm mộ của Red Velvet đã phàn nàn rằng các stylist của nhóm không biết cách lựa chọn trang phục để tôn lên vóc dáng của Jerry. Ví dụ là trang phục của cô từ buổi biểu diễn cho Rally Bad Boy, người hâm mộ cho rằng áo crop top phối cùng quần short đỏ là không hợp mốt. Trong khi trang phục của các thành viên khác tôn lên vóc dáng của họ, theo K-pop Blue, người hâm mộ cho rằng vest, váy và giày của Jerry chỉ thu hút sự chú ý vào bờ vai rộng của cô, trong khi đôi boots che gần hết chân và khiến cô trông thấp hơn. Giselle Aspa. Stylist của Aespa không còn xa lạ gì với những lời chỉ trích về trang phục của nhóm. Nhiều lần người hâm mộ của nhóm nhận thấy rằng Giselle là người thường xuyên diện những bộ trang phục nhàm chán. Tại một buổi biểu diễn của Aespa, Giselle mặc crop top màu xanh lá cây với quần thun đen đơn giản. Mặc dù trang phục tôn dáng người diện, nhưng chúng trông đơn giản hơn so với các thành viên khác. Nhiều khán giả cũng bày tỏ thái độ không hài lòng với stylist của Aespa khi nhiều lần cho cô diện trang phục có giá rẻ, trông giản dị hơn so với ba thành viên còn lại. Ryujin Itzy. Giống Aespa, stylist của Itzy nhiều lần bị chỉ trích vì trang phục kỳ quặc của các cô gái. Trong đó, Ryujin là thành viên thường xuyên phải mặc một trang phục lặp lại trong nhiều lần. Theo Korea Blue, người hâm mộ đã nhiều lần kêu gọi nhà tạo mẫu tái chế trang phục độc đáo hơn cho Ryujin. Tuy Ryujin có thiên hướng hình tượng tomboy, nhưng người hâm mộ lại tỏ ra khá khó chịu với sự thiếu đa dạng trong trang phục của cô.